Chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn gần xa trong mọi miền Tổ quốc nha. Xin chào anh Lê. Ôi, mến chào bà con trên mọi miền Tổ quốc đang xem kênh Bonsai Lợi Nguyên. Hôm nay thì em cũng tiếp tục để giao lưu và báo giá cho bà con của mình cũng như những ngày đầu năm mới nha. Thì kênh Bonsai Lợi Nguyên cũng xin chúc sức khỏe bà con mình trên mọi miền Tổ quốc. Thì đầu tiên thì em cũng xin giới thiệu bà con của mình hôm nay nha. Thì có một số món đồ đầu, đồ gớm cho bà con. Cũng là đầu năm thì cũng để cái giá thanh lý cho bà con của mình luôn nha. Đầu tiên là mã số 1H1 vàng, bộ vàng đôn chống, chất liệu của nó là gỗ cẩm lai nha. Được thẩm ốc, bà con mình xem rất là đẹp luôn nha bà con. Ốc theo thời gian nha. Nói chung bộ này thì nó cũng đã qua thời gian 5 tháng, cũng tầm 2-30 năm thôi. Tích thì tích chim hoa, bà con mình xem dùm em. Những cái vân gỗ cẩm lai bà con mình xem dùm em nha. Rất là đẹp nha bà con. Hàng thì sạch sẽ nha. Chiều cao của cái bàn thì em đo nó lên tới khoảng là 62. Đường kính cái mặt bàn này thì nó tầm khoảng là 76 rồi nha. Nhìn nó rất là gọn gàng nha bà con. 76 là cái đường kính. Cái dèm này thì sâu khoảng 1 phân. Chiều dày cái chân này khoảng 7 phân nha. Chiều sâu là 1 tấc nha bà con. Chiều cao của cái đôn thì nó khoảng là 33. Đường kính mặt cái đôn này là khoảng 28 thôi nha. 28. Bà con mình xem mình ngồi nó công không gian của nó rất là gọn gàng. Đó bà con mình xem giùm em đây nha. Quan gỗ tự nhiên luôn nha bà con. Cái này người ta chỉ là vật ni bóng sơ thôi. Không hề lỗi lầm chỗ nào. Hàng lầm tích và liền lạc nha. Bộ này em giao lưu cho bà con của mình có giá là 28 triệu nha. 28 triệu đồng nha bà con. Em bao ship cho bà con của mình luôn. Nếu bà con mình ở gần khu vực miền Tây thì em cũng sẵn sàng giảm chi phí để chúc tỉnh cho bà con mình nữa nha. Rồi mã số 2H là một cái bàn phấn. Đây là một cái bộ bàn trang điểm nha bà con. Một cái bàn trang điểm rất là đẹp luôn nha. Gỗ cỏ thẩm ốc Singapore. Được chạm chi tiết hoa văn nha. Ở trên là những cái đó hoa hồng rất là đẹp nha. Cái này thì những người phụ nữ thích làm đẹp họ rất là thích nha bà con. Chiều cao em đo tới cái đỉnh mão này luôn thì nó khoảng là 159. 159 nha. Tổng cái chiều dài thì nó tầm khoảng là 119 nha. 119. Ở gần quét 2 củ bì á, chiều rộng ra 42 nha. Cao từ vị trí mặt đất lên tới bàn khoảng 70. Có bên dưới thì có những cái hộc tủ luôn nha bà con. Cái đồ cũng dày dặn luôn. Hộc tủ của con mình xem đây. Cái cánh tủ này nha, mình để đồ để đạt được luôn. Và những hộc tủ của con mình để mình phẩm trang điểm mình phẩm đầy đủ hết nha. Không chê vào đâu. Hàng lành tích sạch sẽ nha. Đây, giữa cũng có một cái hộc nữa nha. Con mình xem giùm em. Không hề lỗi lầm. Đây, đồ thì bà con mình xem đây nha. Chân móng rất là đẹp. Chiều cao em đo nó khoảng là 39. Đường kính mặt vuông này là khoảng 32 nha. Hàng thì tương đối bà con mình xem không chê vào đâu. Cái bàn phấn này thì em giao lưu bà con mình giá là 28 triệu nha. 28 triệu đồng bên em bao ship tặng nhà cho bà con của mình. Bà con của mình về kiểm tra hàng lần tích nguyên vẹn con mình nhận giùm em. Mã số 3 thì em có một bức tranh đây là chữ thọ nha bà con. Chữ thọ cẩm ốc Singapore, chất liệu gỗ cỏ. Bà con mình xem cẩm bên trong là tích tướng lên nha, long lăng quy phụng nha bà con, không chê vào đâu. Rất là đẹp luôn. Chiều cao tổng này thì em đo nó lên tới khoảng là 60. Còn chiều ngang như thế này là nó tầm khoảng là 50 nha. Dày khung tranh là khoảng 2 phân rưỡi tới 3 phân. Miếng giữa nó liền nguyên khối nha bà con. Bà con mình xem hàng thì không hề lỗi lầm, làm tích nguyên vẹn hết. Không hề lỗi lầm nha. Bức này em giao lưu bà con mình giá 2 triệu 7 nha. 2 triệu 700 ngàn. Mã số 4 này là một bức tranh cũng nói về một cái như là một chữ hiếu nha. Ốc Singapore bà con mình xem khẩm rất là đẹp, không chê vào đâu. Có một câu đối ở trên cũng mắc rất là ý nghĩa nha bà con. Khẩm là tích là cha mẹ. Đi khắp thế gian không ai sống bằng mẹ nha. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Hàng làm tích liền lạc hết. Bức này thì cũng chiều cao 60 ngang 50 nha. Bức này thì giá là 2 triệu 9 nha bà con, em bao ship nha. Hàng làm tích sạch sẽ hết, bà con mình về kiểm tra hàng. Làm tích nguyên vẹn bà con mình nhận nha. Có lỗi lầm gì thì bà con mình liên hệ với bên em sẽ tư vấn cho bà con của mình thêm. Và đến với mã số 5 này là một bức cái đốc lịch gỗ gõ liền nguyên tấm. Chạm tích dơi, ở trên là không dơi nha, ở dưới là chim hoa. Bà con mình xem rất là đẹp nha. Hàng thì không hề lỗi lầm chỗ nào. Bên dưới bà con mình xem chạm được đó nha. Chúc mừng năm mới rất là đẹp nha. Đã được vật ni sạch sẽ sáng bóng. Với chiều cao em đo nó 70, chiều ngang cái bức này thì nó khoảng là 37 nha. Độ dày thì nó khoảng là hơn 2 phân. Đây mặt cỏ sau lưng đây. Bà con mình xem nha. Cái tổ ong đây nha bà con, người ta chạm tổ ong rất đẹp. Lốc lịch này em giao lưu là giá 1 triệu 8 nha. Này là gỗ gõ liền nguyên khối nha bà con. Rồi đến với mã số 6 này là một cái trò ba chân. Đây trò ba chân gỗ gõ, hàng này là hàng cũ nha, theo thời gian 5 tháng nha bà con mình xem giùm em nha. Ba cái đầu gồng luôn.
chiều cao cái trò thì em đo khoảng là 41, chiều ngang trò là khoảng 29 thôi nha. Ở chiều rộng ra là khoảng 13. Hàng sạch sẽ nha, cái này đều gấp bằng mộng nha. Về bà con để cái dĩa trên cái cây lên. Đó, gỗ cỏ nguyên con luôn, gấp mộng hết. Cái trò này giá cho bà con mình là 2.200.000. Đó, 2.200.000 đồng nha. Rồi mã số 7 này là em có một cái điếu bát. Đó, cũng là gỗ gõ bọc đồng khổng ốc Singapore luôn. Đó bà con mình xem rất là đẹp. Với chiều cao em đo là khoảng 20, hoành là khoảng 26 nha. Đấy bà con mình xem giùm em nha. Đó, rất là đẹp. Đó, cái đế quát này em giao lưu là giá 2.600.000 thôi nha bà con, 2.600.000 đồng bao ship và bao kiểm tra hàng. Còn bánh cái mã số 8 này em có một cái, đây là một cái bàn tính. Đó, bàn tính là hàng này của tàu xưa nha bà con, này những cái viên này là bằng đá hết nha. Đó bà con mình xem giùm em nha. Đó, cái này chiều dài em đo nó khoảng 42, chiều ngang thì nó tầm khoảng 14 nha, độ dày khoảng 2 phân. Gỗ này thì rất là tốt rồi, qua thời gian 5 tháng gỗ này rất là tốt, bà con mình xem nha. Đó, rất là đẹp. Đó, cái này thì em giao lưu là giá là 1.200.000 cho bà con của bên hàng sưu tầm nha, vẫn xài sử dụng được luôn. Mã số 9 này là một bộ ấm cụ nha, ấm cụ hoàng gia rất là đẹp. Hàng này là hàng gần đây cho bà con. Đó, gốm sứ bọc đồng đấy, nhìn rất là sang trọng nha. Về bà con mình chăm rượu mình đãi khách thì rất là sang. Tổng chiều cao 25, chiều ngang là 17. Đó, còn ly với chiều cao này em đo là 6 phân, đường kính miệt ly là 5 phân nha. Đó, còn đường kính cái dĩa này khoảng 30. Bộ này giá cũng hữu nghị cho bà con của mình thôi, 1.800.000 thôi nha. Đó, 1.800.000 bao ship tặng nhà luôn nha bà con, bao kiểm tra. Mã số 10 là em có một cái bát hương. Bát hương này tích sông Long nha. À, sông Long bà con mình xem, Long phụng rất là đẹp bằng đồng. Cái này đồng này đồng gần đây nha bà con, chứ không phải hàng cổ xưa nha. Chiều cao 14, đường kính miệng 13, hoành là khoảng 42 nha. Đó, bà con mình xem giùm em nha. Vô đây. Đó, sạch sẽ sáng bóng không hề lỗi lầm, rất là dày và nặng. Ở bát hương này là giá 1.500.000, 1.500.000 đồng nha bà con. Mã số 11, đây là một tác phẩm chim đại bàng. Đó, đại bàng trung cánh nha, chất liệu đồng cũ luôn. Đó, chiều cao em đo là khoảng 50, đường kính này cái hai cánh xè là khoảng 51 thôi nha. Đó, hoành đế là khoảng 54. Đây bà con mình xem giùm em, đồng rất là, hàng này đồng là theo thời gian nhưng mà hàng làm tích nha bà con, không hề lỗi lầm nha. Đó, chim đại bàng này thì cân nặng của nó lên tới 7kg rồi. Em giao lưu bà con mình giá là 4 triệu nha, 4 triệu đồng. Rồi mã số tiếp theo là 12. 12H này là một bộ lư đồng nha. Bộ lư đồng chế đào rất là đẹp. Đó, bà con mình xem hàng này người ta xài rất là kỹ nên vẫn còn sáng bóng sạch sẽ. Bà con mình về là mình vệ sinh sơ là mình sử dụng được luôn. Đó, mình trưng bày nha. Đó, và một cái bên dưới là một cái kệ tam sơn kết hợp lại thì bà con mình xem nhìn rất là đẹp luôn nha bà con. Đó, độ lư thì em đo cái đỉnh lư này nó khoảng là 54. Chiều ngang là em đo là nó khoảng là 30 thôi. Cái này thì chất liệu bằng đồng, hàng thì nói chung là không hề lỗi lầm. Bên trong mình không có xi măng ba giới nha. Đó, bà con mình xem không có xi măng ba giới, hàng sạch sẽ nha. Đó. Đây, còn chân đèn thì chiều cao em đo nó lên tới khoảng là 40, đường kính mâm chân đèn là khoảng 20 nha. Đó, bộ lư thì nặng 9kg. Đó, bộ lư không là nặng 9kg nha. Bộ lư thì có giá 5.500.000. Đó, 5.500.000 thôi nha. Còn cái kệ tam sơn này thì chiều dài em đo nó 81. Chiều ngang là nó khoảng 20, chiều cao lên tổng luôn là nó khoảng là 28. Bằng gỗ gõ chạm đục chi tiết hoa văn nha. Cái kệ này rất là lớn nha bà con, to lớn nha. Kệ không là giá là 2.800.000 nha. 2.800.000, còn bộ lư là 5.500.000. Bà con mình lấy lẻ thì vẫn vô luôn. Còn bà con mình lấy nguyên bộ thì em sẽ để chút tỉnh giá, bớt giá cho bà con mình chút tỉnh đó nha. Thì cũng như cái lọc những ngày lọc đầu năm mới cho bà con. Thì con sai lại nguyên cũng xin mến chúc bà con của mình nha. Có một những ngày Tết nghỉ bên gia đình của mình hoặc là nhiều dồi dào sức khỏe, các em cũng xin hẹn lên những clip tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại với bà con của mình vào những clip mới nhất tiếp theo của kênh chúng em nha.